cả nhà, đây là bàn tay của cô model sau 3 tuần đeo Builder Base nè. Mấy anh chị nhớ hồi 3 tuần trước là đeo móng của khách là cũng ngắn cỡ khoảng này, và sau 3 tuần á, mình cái móng nó mọc dài ra, nhưng mà model không có đeo được cái móng dài quá cho nên em cắt xuống. Thì mấy anh chị thấy nè, cái Builder Base là nó giúp cái móng nó chắc, và chắc mà nó còn cái độ đàn hồi. Thì khi mà mình tháo ra là cái móng của người ta nó khỏe, nó chắc mà nó không có bị giòn, không có dễ gãy. Thì cái này là cái tính năng đặc biệt của treo. Cái gì mà đụng tới treo là khách tháo móng ra thì nó đều dày hơn và nó sẽ không có bị giòn là cái quan trọng nhất. Còn nếu mà đi tới những cái dòng bột á, thì em thấy là bột là dành cho mấy mấy khách họ muốn móng dày lên, móng giống như là cứng dày lên để cho họ làm việc á, nó không có gãy á. Nhưng mà khi tháo ra thì một trong những cái bát của bột là nó làm cho móng người ta nó dễ giòn. Thì cái base, những cái treo, dòng nào của treo mấy anh chị xài dòng nào cũng vậy, thì nó đều giữ cho khách là cái độ mềm trên móng khách, cái độ flexibility là mình nó không có dễ gãy, không có giòn cả nhà. Đó, thì đây là cái bàn tay sau 3 tuần đeo Builder Base, móng dài ra mà em mới vừa xóc ốp xong luôn á. Bây giờ mình làm lại bộ mới, cũng là làm Builder Base tiếp. Tại cô model này không có thích màu mè nhiều, chỉ thích đơn giản simple. Thì vô cái dòng đơn giản simple mà giữ chắc móng, cứng móng lên á, dày móng á, thì cái dòng Builder Base là cái dòng tốt nhất để mà mình làm cho khách. Nếu mà đi tới treo builder thì nó sẽ dày hơn nữa. Thì cái tay của người ta nó đã có cái móng đẹp tự nhiên rồi, mình không có cần phải extend thêm hay làm gì thêm, thì mình cũng không cần phải build cho nó dày lên quá. Ok, em zoom out tí xíu cho mình anh chị dễ nhìn. Sau khi xong thì em cũng sẽ lấy cái cây, giờ này có thêm cái cây bàn chải này nè, mình chà vậy nè, trong mấy cái góc bên hông á nó sọc hết bụi bột ra, thì tới lúc mình sơn nó sẽ dễ hơn. Đó, nó không có bị dơ. Rồi, ở đây đó. Cái chỗ này mình dũa. Mình có thể dũa xếp trước cho nó gọn, nó vô nếp luôn cũng được. Rồi sau đó mình sơn. Thì Builder Base hồi mấy tuần trước em cũng có chia sẻ với mấy anh chị mấy cái cách làm lần. Cũng có cách là mình sơn bê treo ở dưới, rồi sau đó thì mình bỏ Builder Base lên, hoặc là mấy anh chị sơn trực tiếp Builder Base luôn cũng được. Hôm nay em làm cái màu hồng, hồng số 7 là hồng này nè. Đó. Ok. Thì em hôm nay em làm cái cách mà không có cần base gel luôn nha cả nhà nha. Em làm trực tiếp bằng Builder Base, tại vì bản thân cái này nó là base rồi, mình không có cần base gel bên dưới. Còn ai mà quen sơn gel giống như gel manicure đó, thì mấy anh chị sơn base gel bên dưới nha. Cái là dòng này thì mình làm cách nào cũng được hết. Bàn tay của model này lần trước em làm thì em cũng làm theo cái cách này, đó là em không có sơn bê treo. Và cái dòng này nó hơi đặc hơn là cái treo bình thường, tại vì nó vừa build móng lên mà nó vừa là base nữa, cho nên cái treo, cái tính chất treo của nó đặc hơn. Thì mình sơn á, mình sẽ phải đè cho nó mỏng ra để cho nó đều cái bề mặt. Cái lớp đầu tiên á thì mình sơn nó phải kỹ. Builder Bay này là mấy anh chị offer cho khách, mà mấy khách sang, mấy khách mà họ đeo móng thật của người ta, họ họ không có muốn extend ra hoặc là dùng tới những cái loại treo hoặc là loại bột mà cho nó dày quá, họ chỉ muốn trên cái móng tự nhiên nhưng mà giữ cho nó cứng và nó chắc. Thì Builder Bay này là cái dòng của nó nè. Nếu mà khách muốn sơn treo màu thì mấy anh chị có thể là đi cái Builder Bay clear rồi sau đó sơn màu lên cho khách. Còn nếu như mà khách chỉ họ muốn luôn cái màu trong cái set Builder Base á, thì mình sơn luôn. Các anh chị nào có câu hỏi gì về sản phẩm hoặc là... Có anh John Nguyễn hỏi là sao không có lớp học ở Florida. Còn có chị Vicky Nguyễn là mình sơn không cần bay luôn hả chị? Dạ không, cái loại này nó là Builder Base, bản thân nó là base luôn hả chị. Mình prep móng cho kỹ, make sure là móng của khách nó không móng của khách không bị oil. Mấy anh chị có thể đi cái lớp khử dầu bond á, lớp học nail ở Florida ha anh. Như trên lịch của mình năm nay cũng không có ở Florida ha. Florida thì dùng local cho nên làm
Để tụi em coi, em sắp đặt rồi em sẽ thông báo cho. Local thì cũng dễ add on vô. Chị hỏi là nếu muốn extend thêm. Em hỏi các chị coi là gì. Nếu họ muốn extend thêm một lớp tip được hay không? Builder base mình không dùng cho extend tip nha chị. Builder base chỉ xài cho móng thật, dưỡng móng thật mọc ra thôi. Nếu mà extend tip á, thì em nói em có thể recommend cho chị là cái builder gel, Zen builder gel, hoặc là mấy chị có thể xài cái tháp gel là mình extend tới đâu cũng được. Thằng builder base này thì nó chỉ focus lên móng thật, cái dòng cho móng thật. Cái nào nó cũng có một cái giá của nó hết. Ví dụ như những cái mà có thể extend đó thì cái tính chất của nó là nó sẽ cứng hơn. Còn cái loại builder bay này thì nó rất là mềm, cho nên là nó bend theo móng tay của khách mà nó không có làm gãy á. Đó là tại sao mà nó giữ cho cái móng của người ta, cho cái móng nó chắc hơn, nó dày hơn. Có thể mọc ra để dưỡng móng người ta mọc ra, nhưng mà nó không có cái độ giòn trong đó. Thì khi mà nó không có độ giòn, không có độ cứng thì nó sẽ không có extend được. Nó chỉ extend trên móng thật, nó chỉ dưỡng trên cái móng thật. Hai lớp này là xong với lớp top nữa. Hai lớp này với lớp top. Mà cái lớp thứ nhì là mình sơn hơi dày hơn một chút. Không quá dày nha, dày quá cũng không có được. Dày quá là nó dễ bị không khô. Không quá dày, mình dày hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà cái màu này nó sẽ tự, cái gel nó sẽ tự self level. Nó làm lên một cái độ dày vừa đủ để nó dưỡng cái móng của người ta. Còn nếu anh chị nào mà quen cách sơn base thì mình cứ sơn base gel bình thường nha. Không nhất thiết phải là không base gel đâu, sơn base gel cũng được. Rồi bây giờ tới cái tay bên này. Sơn giờ này Ngân xài đèn mây nhiều lắm. Nhiều khi sơn mà mấy cái gel mà để dưỡng á, thì mình có cái đèn mây của bên Thị Ara nè. Mình sơn lên xong mình flat khiên cái để cho nó đứng một chỗ. Nó cũng hơi dày hơn chút xíu thôi. Ở đây lớp thứ nhì thì em cũng sơn hai bên hông á, thì mình cứ quét như bình thường, nhẹ tay một chút. Rồi bắt đầu nè, anh chị thấy là nó tự nó self level không, nó cho móng người ta có một cái độ dày nhẹ nhẹ. Thì bắt đầu ở giữa nè, em đi một lớp nhẹ tay cực kỳ. Đó, mình bỏ lên vậy nè. Đó là cái móng người ta nó sẽ có cái tính cái độ self level ở giữa, thì cái móng của khách họ sẽ chắc hơn. Nó gần như là cách mình làm gel builder, nhưng mà gel builder thì không soft off được. Và nó hơi giòn hơn, nó hơi và có cái độ giòn hơn. Còn builder base này là nó hoàn toàn không có cái tính giòn trong đó luôn. Đó. Nên chị thấy cái móng của khách ở giữa nè. Đó, nó dày hơn và nó tạo lên cái độ cong, như vậy nó sẽ dưỡng cái móng của người ta nó chắc. Em lấy nhiều tí xíu thôi, dày mà không có quá dày đâu nha cả nhà. Sơn bên trái và sơn bên phải. Rồi em vô chính giữa để em kéo nhẹ một đường xuống. Rồi đó, nó sẽ tự nó chảy nè, nó chia cái màu đều ra. 1, 2, 3, 4, 5. Em flat kia nhẹ cái để cho nó không có bị chảy nữa đó. Dạ bỏ bon cũng được, bon là để nó khử dầu thôi mà. Ai mà quen bỏ thì cứ bỏ không sao hết. Còn anh chị nào mà muốn bỏ G primer là cái gel primer đó, để giống như mình đã quen để mình bỏ vậy cho móng mình nó bền hơn á,
thì mình cứ bỏ bình thường luôn không sao. Đây thì cho nó cái móng của khách đó, nó có cái gập ghềnh chỗ này chút nè, cái lớp nhỏ chỗ này thôi. Bị quẹt một cái dính lên trên đây của khách rồi. Đặt cái móng nó ra cái độ dày của móng mình, em flash khi nhẹ 5 giây thôi. Bị hư ở bên này này, cái nghe có ai thấy không gì? Đụng cái tay cho nên nó hư. Khi mình accident mình đụng nhẹ vô. Ok, tìm chị đang xài loại này của công ty em, khách thích lắm. Dạ, thank you chị. Cái móng của khách á, mình sơn lên là họ sẽ feel được là cái móng người ta nó cứng lên. Khi mà soak off ra đó chị, khi khách tới soak off ra đó, chị dũa cho nó mỏng xuống chút xíu, rồi chị soak ra nó nhanh hơn là chị để nó dày nha. Rồi sau đó em sẽ cho đi hơi đèn, đèn bự luôn á. Cho đi hơi đèn bự, hơi 60 giây giùm em nha. Mình qua bàn tay bên đây. Khổ lắm cả nhà, tới mùa này, tới mùa dừa dị ứng nè. Mà sáng nào em cũng bị viêm xoang hành, chảy mũi lên, chảy mũi xuống vậy đó. Làm, trời ơi, ta nói có bữa vừa làm khách mà vừa khổ là giờ giờ làm trong tiệm nail, sáng mà đi làm trong tiệm nail mà bị dị ứng là nó khổ dữ lắm anh chị. Nhiều khi đang ngồi làm mà mũi chảy là phải ngưng ngưng, mà có cái hộp khăn giấy kế bên chùi mũi hoài, khách cũng ngại kỳ, không chùi không được mà chùi hoài thì kỳ. Đấy, em nói em sợ nhất là vô tới mùa dị ứng mà làm trong tiệm á. Rồi mình dày nhưng mà mình không có muốn cái móng nó dày quá, nó bị mất xếp, nhất là hai cạnh hai bên nè, mình không có muốn nó đóng cục, mình chỉ muốn nó dày đường chính giữa thôi, nên chỉnh cái đường chính giữa nè. 1 2 3 4 5. Builder gel không cần xài bê gel được không? Dạ không, builder gel khác. Builder gel là mình phải xài bê gel. Em không biết là các hiệu khác thì sao, em nói lộn, các hiệu khác thì sao em không biết, nhưng mà cái của Zen Builder của bên công ty mình á thì phải xài bê gel. Cái độ bền của nó lên tới, nhiều khi nói 4-5 tuần thì không dám nói, là tại vì 4-5 tuần rồi lấy gì ăn. Làm tiệm nail mà khách đi 4-5 tuần mới quay lại là lấy cái gì mà ăn. Nhưng mà em làm cho mẹ em ở nhà là Zen Builder nó giữ 4-5 tuần luôn. Trong khi mẹ là mẹ sử dụng tay rất là nhiều nha. Nó sử dụng tay là sao? Nó ăn, nó uống, giặt đồ rồi rửa chén rồi đó, nghĩa là work rất là nhiều mà nó bền 4-5 tuần. Không cần sân dày mà móng vẫn cứng, hiện tại chị đeo 3 tuần rồi. Dạ. Nếu mà chị sơn lớp base gel á, sơn cứ như bình thường, mỗi người một cái thói quen á, cứ sơn như bình thường á là cái móng, cái loại builder base nó vẫn cứng cho móng khách mà bền chắc lắm. Em thì em thích nó hơi dày hơn chút xíu cho khách nhìn cho nó có hơi múc múc lên vậy đó. Đó
mình mập cho nên cái gì mình cũng thích mập hết trơn á, ta nói khổ nhiều cái hết. Đấy, ta nói gì, nhìn vật là biết người á mấy anh chị. Người em tròn tròn cái gì cũng thích nó phải tròn tròn vậy đó. Nói cái vụ nhìn vật biết người thì mới em kể cho mấy anh chị nghe câu chuyện này nè, không châm biếm ai hết nha cả nhà nha, câu chuyện này là em chỉ kể em với má em thôi đó, nhưng mà em hay chọc mẹ hoài, mẹ em thì thấp mà em thì mẹ em có 1m60 à, không tới 60 nữa, 55 quá. Mà nói chung là không nhớ bao nhiêu, nhưng mà em chỉ biết là mẹ em hơi thấp thôi. Rồi bữa nào post hình cho mấy anh chị coi. Thì Tết, lúc đó Tết ở Việt Nam á, cái hai mẹ con trồng cái bông, mà cái bông trong cái củ nó nở ra cái bông màu đỏ giống như là hoa loa kèn vậy đó, nó tên là bông gì ta? Mọi người nhớ biết em nói cái loại bông đó không? Nó nằm trong cái củ như là cái củ hành vậy đó. Nhưng mà khi mà nở ra nó ra như cái hoa loa kèn màu đỏ vậy đó. Nó có một nhánh ở giữa. Ly hả? Ờ đúng rồi, chị nghe nhiều người cũng gọi là ly. Chị thì thấy nó giống cái kèn cho nên chị gọi nó là hoa loa kèn mà không biết đúng hay không. Nó có một củ như củ hành nở lên đúng một cọng rồi chỉ ra hai hoặc ba bông đó. Thì hai mẹ con là Tết để trồng, để cho Tết đem vô chân. Em thì cái bông, cái cây của em á trồng không biết làm sao, cũng trồng cùng ngày, cùng tháng, rồi cùng nhiệt độ, thời tiết, rồi trồng cũng cách y chang nhau. Cái bông của em nó mọc dài, sọc lên tới nỗi mà cái cây của nó yếu quá đó. Nó ốm nhôm, tại lúc đó ngân ốm lắm, anh chị quên cái này không phải kể, cái lúc đó ngân ốm dữ lắm. Lúc đó ở Việt Nam em có 41kg à. Cái trồng cái cây lên cao nhồng luôn, cao tới nỗi gió thổi cái nó gãy ngang rồi nó mới chịu nở bông. Mà cái cây ốm nhôm ốm nhách thì nó, còn mẹ em cũng trồng cái bông y chang giống vậy. Mà cái bông của mẹ mới lên đúng một gang tay luôn, không quá đỉnh gang tay, rồi nó nở cái bông. Hai mẹ con cứ vậy mà nhìn nhau cười. Tết là ba cứ cười hai mẹ con hoài, cũng trồng bông vậy mà người trồng ra có một chút xíu vậy lên bông, rồi người trồng ra vậy sọc rồi gãy ngang luôn rồi mới có bông. Lan quế phải không? Lan quế. Đúng là cái bông nó đẹp lắm. Bên này có thấy giống đó không ta? Lâu lâu đi chợ em cũng có thấy giống đó đó. Rồi sau khi xong thì em sẽ đi thấp khốt nha cả nhà. Vậy là xong rồi đó. Mà cái móng của người ta chắc nó gần tới giống như gel builder, nhưng mà nó không phải là gel builder. Nó gần tới giống vậy cho nên em gọi nó là builder base. Còn ví dụ như anh chị nào mà khách hàng họ muốn là sơn màu đỏ, thì tuần trước em có làm cái video đó. Nếu mà khách họ muốn sơn màu đỏ, em chùi alcohol xong rồi em mới sơn top. Nếu mà khách họ muốn sơn màu đỏ đó thì mình cứ sơn B gel như các bước, tất cả là ABCD, B rồi tới bố bình thường là manicure là mình B âm phòng tay này đi. Hơi hả? Và khi khách nằm hơi như vậy thì mình chỉ có nước khóc thôi. Ok. Ở đây thì em đi thêm cục ở ngoài đầu. Mà chắc có lẽ là phải cái chùi xuống. Cũng có thêm một cái kinh nghiệm để cho mấy anh chị xử lý. Xuống. Mình dùng cái cây dũa nhưng mà đầu mịn nha. Cái đầu là đầu rất là mịn, đầu 180 á. Em cà nhẹ, không cà mạnh. Cà nhẹ cho nó hơi phẳng xuống đều vậy. Rồi. Lấy cái cục treo mà mình dũa xuống á. Rồi. Lấy nó ra. Cái trường hợp này là mình không muốn, khách cũng không muốn, nhưng mà nó lỡ xảy ra thì mình làm sao. Sau đó em đi lại một lớp nữa, mỏng đều thôi, chứ không thôi là nó sẽ bị khớp. Thì lớp này mình đi mỏng là mình không cần phải đi dày. Rồi, cái cục chỗ này nè đó, em đi cục chỗ này nó dày hơn, kéo nó ra cho nó đều. Rồi.
mình sẽ cho đi hơi đèn. Cần phải chùi alcohol. Chưa chùi rồi nhưng mà chưa thấp khói em. Dạ. Sau cái loại này á thì em có thấy là nó hết thấp khói rồi nè. Khi mà mình không có chùi cái alcohol sơ để mà mình thấp khói á thì em thấy là nó dễ bị loang. Cái formula của nó dễ bị loang tại vì nó bóng quá đó. Nó bóng quá cho nên nó tạo ra cái không có cái độ bám cho nên nó loang. Thì em chùi cái alcohol một cái để cho nó đi bớt cái độ bóng của nó đi. Rồi sau đó em thớt treo lên thì nó sẽ không có bị loang. Anh chị nào mà sơn mà thấy mà không có chùi mà khi mà thấp khót lên mình thấy mà nó loang ra đó thì mình biết là cái nền này nè, cái gel này bên dưới nó bóng quá. Sợ nhất là sơn móng mà cái mặt móng đó, không biết ở đâu có dính gan cộng lông. Okay. Xong có cần đẩy lại cái mặt gel đó hả? Cái ngón mà bị hư á thì khúc cuối là em lấy cái cục treo đó em quét cho nó đều rồi. Cái treo này các anh chị có thể sơn như là cái cách sơn treo bình thường được nha cả nhà nha. Còn ai mà muốn dày hơn chút xíu á, thì mới sơn giống như cách của em là để cho nó có một cái độ dày lên. Rồi nè, em cho mọi người coi nè, cái ngón tay bên này có example cho mấy anh chị nè. Khi mà em chùi alcohol là cái móng bây giờ nó bóng dữ lắm nè. Nếu em chùi alcohol, đúng không? Rồi sau đó em sơn. Thì mọi người thấy là hoàn toàn không có bị loang, không có gì hết ha. Bóng láng luôn. Dính cái bụi ở đây. Còn nếu mà em không chùi alcohol, mấy ngón này là quên nè, thì nó sẽ bị loang ra vậy nè. Tại vì nó bóng quá, thì khi mà cái cách xử lý này á, ở đâu mà có một cục bụi mà nó dính hoài vậy ta? Trời đất ơi, nó hơi bị loang ra nè. Do nó bóng quá thì em phải đi nhanh tay lên. Rồi sau đó em cho đi hơi đèn. Chứ không thôi là nó bị loang lại. Đó là lý do tại sao mình phải sơn chùi alcohol trước khi ấy đó cả nhà. Okay, rồi cho đi hơi đèn. Để đèn giờ không xài lại luôn mà quên hỏi chị tại sao. Em quên luôn. Bởi em nói làm live nó hay bị gì đó. Giờ khi vừa nói vừa làm cái nó mất tập trung. Cả nhà thông cảm nha cả nhà. Ok, sweet dream. Đây nè, em đang xài màu số 7. Cái màu này nó bị dính kim tuyến nè. Đâu có bị dính kim tuyến cào ra nè. Trời ơi, làm cho khách với cái móng tay của Ngân thấy ghê luôn. Nó ngắn ngủn luôn, không biết tại sao mà nó ngắn dữ vậy. Hồi đó cái phao tay mẹ, bữa mẹ mới hỏi. Rồi trẻ cái phao tay của con nó dài lắm mà sao vậy, phao tay ngắn ngủn. Đời bươn chải nó vậy, ai muốn. Ok, nguyên set này 16 màu nè. Cái clear này là cái màu chuyên để mấy anh chị có thể đi. Thí dụ em nói là khách không muốn màu á, là mình đi cái này bên dưới nè. Nó còn loang không? Nó hơi bị loang nè, thấy mọi người thấy không? Quên chùi alcohol là nó sẽ bị vậy đó. Bây giờ em lấy em chùi thì em phải sơn lại cái ngón này nha. Khi mà mình làm rồi mình mới có mấy cái trick khác nhau. Và khi mấy anh chị, cái này là cho cái cách mấy anh chị làm treo bình thường cũng vậy. Một số loại treo á, nó có cái độ bóng rất là lớn sau khi mà mình sơn. Thì khi mà cái độ bóng của nó cao quá là nó sẽ không có còn độ bám, nó giống như nó trơn á. Thì nó sẽ tạo ra những cái đốm loang. Thì lúc đó cái cách xử lý của mấy anh chị rất là dễ. Chỉ cần lấy một miếng alcohol mình chùi cái treo đi. Chùi cái sticky của cái treo đi rồi mình sơn là nó sẽ không có bị loang nữa. Đó, vậy là xong rồi nè cả nhà.
không có còn bị loang nữa, thì đó là cái cách mà mấy anh chị xử lý ha. Rồi, thank you cả nhà đã dành thời gian theo dõi nha. Anh chị nào thích cái set này thì cứ comment. 16 màu cũng có 155 đồng tặng thêm sample nữa. Và làm cái này á, móng của khách nó cứng lắm. Nó cứng mà gõ vô là khách hàng họ xài á, họ feel like họ qua bột hay gì đó, nhưng mà nó không có bị dày. Nó đơn giản và nó feel rất là tự nhiên cho khách. Rồi, thank you và hẹn gặp lại mọi người nhé.